Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, các bạn và mọi người cùng xem nha. Tiếp tục bây giờ thì đội của máy cắt bộ 2 Kubota. Bây giờ mấy anh em tiếp tục qua cái vuông mới bên đây nha. Mường lớn quá các bạn ơi, mà cây cầu thì nghe nói cây cầu là nó hơi nhỏ nè, cầu 4,5 m. Đó, giờ mấy em đang tìm cách để lót để gắn tiếp cắt cho bà chị chủ bên đây. Wow, gì cũng được kìa, quá mèo. Nói chung cái này thì cặp cầu cũng chắc cũng cỡ 6 m là ngon các bạn. Cặp cầu này có 2,5 m với 4,5 m à. Cái này phải được 6 m là vừa luôn ha. Bây giờ thì nói là ngay là lúc đầu mấy anh em cũng từ chối, nhưng mà con gái chị chủ chỉ năng nỉ quá đi. Bây giờ cắt giỏng chân dùm lẽ còn miếng của chỉ mình chừa lại. Thôi anh em bây giờ cũng ráng tìm cách để tiếp cho chủ ruộng nè. Nhưng mà bắt cầu thì nó gắt meo. Bây giờ anh em cũng đang tìm cách để bắt cho nó ngon lành để mình qua cho nó an toàn nha các bạn. Rồi bắt một cây đó các bạn. Tôi sẽ đi coi cái mé nè. Vừa mới mưa rồi. Giờ anh kiếm cây anh chim. Hơi khó nha các bạn, bến này hơi khó. Bây giờ mấy anh cũng phải bắt cho kỹ đó các bạn. Cầu vừa mới. Rồi tiếp tục cây thứ hai. Sáu cây, sáu người khiêng. À, bữa hổm quay cây cặp 100 á, nó xài cồn nhôm thấy gọn quá luôn mà. Hai người khiêng à? Này lên YouTube hay gì? Ừ. Biết về tôi coi. Đăng ký kênh tên gì á? Kênh đó. Phan Quốc Hải. Quốc Hải thôi tôi thử thực khẩu cái nào á. Nó lại rồi giống cái đó. Cái cái đường mương nó lúc lại. Bao lâu thì chứ? Bao lâu? Bao lâu à. Cái này thêm nó chờ cái cây nó trơn nó đi luôn chứ ai đẩy. Lâu quá tào lâu à. Ừ. Cái này nhẹ lại chạy chứ mà. Khỏi đẩy luôn nữa. Giá này tới. Cái đúng không ai đẩy luôn trời, dở lên không ai dở đẩy thôi. Không mẹ bất cười sao đẩy nào. Vừa mí luôn nha các bạn. Cái nhà này anh em cũng hơi meo lắm, nhưng mà anh em cũng gắng cắt cho chủ ruộng nha. Bây giờ mình cắt hết trơn rồi lẽ bỏ lại. Còn có miếng này. Không bóc lên nổi không, nổi lên mấy kéo dịch lên nhỏ. Cây này, cây này. Đây nè, đây nè. Để coi chị thấy cá nhặn rất mệt lắm.
Đó các bạn, bây giờ anh em đang đem cái cây này qua để lót cái đầu bên kia nha. Đó, lót cái cây này cái đây cho nó an toàn đó các bạn. Cây đó là mới gắt được hết á. Giờ là để lòn ở dưới để gác cái đầu bánh. Thì sắm lại anh em ơi, giỏi cái cầu này lên lót lót cây vô cái. Bao? 4 bự. Thật chưa? Xác cái đầu này luôn nè. Nó mới kéo dần được, không được là thua rồi đó. Ở đây, à giá cậu nè. Cây chưa? Đầu này bự nè, chút tiểu qua đó đi. Cây đi. Cây đầu đầu cây lên được 2 cây lên mới được. Đầu này bự nè. Rồi. Rồi. Nó lót thì cho nó an toàn các bạn. Có cây đóng cái này nè. Đi qua chỉ tải trước rồi. Cho thằng nó dặn trước đi. Má đầu đây không này. Để nó xuống rồi nó chịu tới hết nó đáp nó thôi. Thôi đây với cậu đâu? Thôi chắc không chạy lại. Chỗ mày dặn mày. Đó, cá. Qua này mà tính thì cắt là 2 máy người ta cắt ngày, nếu mà đất trên dây thì ha là cắt 2 máy ngày trăm mai rồi nặng rồi các bạn. Bây giờ 2 chiếc máy cắt chạy lại ha, 2 máy này mà hỏi cho cắt ngày dùng đất mạnh nè, nổ chuyên động thấy không, thấy mắc cái tiếng ngộ cắt được nhiều lắm. Có cây nữa không? Chạy lại rồi máy kéo chạy lại để dằn cái cầu cái nha các bạn. Rồi anh em mới cắt mới dám qua nha. Giờ mấy cắt chạy trước để dời đi mấy kéo mới có đường đi các bạn, tại mấy cắt nằm trước đó. Giờ cho mấy kéo xuống dằn cái cầu cái nha, dằn cho nó an toàn cái các bạn. Tại vì mình bắt cái cầu mà nó hơi liêu lỏng quá đi, bởi cho nên anh em cho mấy kéo dằn một cái cho nó an toàn cái, cho nó lúng hết cái độ cỡ nó cái mới được. Rồi các bạn, mấy kéo tới. Đó, giờ mấy kéo xuống dằn cái nha. Đúng rồi, về cái đất xuống các bạn. Về cái này mình dằn cây cầu phải cho nó ngon lành nha, tại cái cầu mình bắt nó cũng hơi liêu diêu quá các bạn. Xuống rồi, mấy kéo xuống cũng không hề ớn gì các bạn ơi, thấy có lý quá. Phải mấy cắt nó nặng nha các bạn, mấy kéo này nó nhẹ chiều à, cỡ 1 tấn nó nhiều. Còn mấy cắt mình tới 2 tấn 4 lận. Ủa gì mà cứng ngắt à, không thấy lúng luôn trời. Cái gì mà cũng cứng quá ta. Không, thấy cậu nhẹ hơn, mấy cắt này. Cậu thì nhẹ hơn. Ôi, mấy rồi, giờ mấy kéo qua, cái mấy cắt qua nha các bạn. Đó, giờ anh em chạy dặn cái rồi đó. Qua nha.
các bạn. Hai cái mương vừa cái cầu luôn. Cái cầu 4,5 m các bạn, tính ra mương này cũng 4 m á. Mà người ta móc 4 m thì tôi túm lệ nữa thì ra 4,5 m luôn, lỡ có 4,5 m luôn. Bởi cho nên cái cặp cầu của máy ảnh là vừa với mương luôn. Rồi bây giờ xuống nha các bạn. Chắc có không đến đổi tại máy kéo mình dằn nhẹ cái nó cũng ồ và cứng ngắc à các bạn ơi, im quá luôn. Đầu bên đây thì cứng rồi đó, còn đầu bên kia mình sẽ dằn thử luôn các bạn. Có lúng xuống kìa bạn. Ok à. Rồi tới đó là ngon rồi. Ngon thôi. Quá im các bạn ơi. Quá ngon luôn, vậy mà cứng ngắc rồi. Nhờ cái đất nền bên đây nó cứng nha các bạn. Quá im. Hay vậy đi cho anh em cũng đỡ hồi hộp các bạn ơi. Mình quay mình cũng hồi hộp giùm anh em luôn. Cái máy này qua tài xế dội các bạn, tài xế ngán cũng hồi hộp các bạn ơi, chờ không thấy thôi thấy mình cũng hồi hộp chứ, tại vì cái cầu nó meo quá. Nói chung bây giờ cái cầu này là nó đã nằm dưới mương rồi đó, cái đầu rồi nè, nó không có ăn được nhiều, nhưng mà nhờ cái lề nó cứng đó các bạn. Tiếp tục máy này qua tắt bên đây thì nó phải nói là nó bao chập luôn rồi, mấy miếng vuông này nó chập hết trơn luôn. Rồi tiếp tục cái cây này qua nha, hai cây 70 thái không nha các bạn. Cây này thì 70 thái này chắc đời 2017-16 gì đó các bạn. Mấy cây này cây mấy cây đời đầu. Rồi mấy trước qua thì nó cũng dần cứng đỡ các bạn ơi, mấy này đi thì cũng an toàn thôi. Cứng ngắt luôn trời, nó dằn hai cầu. Rồi cây này qua cái nữa nó dằn hai cầu đều luôn nha các bạn. Đều gan luôn. Rồi giờ thì hốt coi. Vuông thì nó cứng rồi các bạn. Đã lắm. Trời không có lúng. Đất nó chậm mà đất ướt vậy cho nên đất cứng ngắc à.